giờ mình đi về chuồng của mình mấy bạn. Mình ở 9B. 9B, phòng 9B. Như vậy. Mấy bạn sẽ tự hỏi là y tá chích ngừa Covid làm việc thế nào. Mình sẽ quay lòng vòng cái phòng làm việc của mình ha. Gần giờ trưa rồi, thành ra là không có nhiều người lắm. Trời còn lạnh á, thành ra đi ra ngoài phải bận áo lạnh chút xíu. Còn trong phòng thì mình vẫn có đầy đủ trang thiết bị. Cái này là thiết kế một phòng giả chiến để chích ngừa Covid ở Brooklyn Terminal, Army Terminal, như mấy bạn ở đường 58 Street and Second Avenue. Thì ở trong cái phòng này đó là mình sẽ có hai chỗ. Chỗ này là người y tá 1. Rồi qua bên này đó là thêm một người y tá số 2 ngồi ở đây. Không. Thì ở phòng này thì họ cũng có clinical lab. Thì tủ này để đựng vaccine, chứa vaccine khi cần. Rồi mình có một cái máy air conditioner. Mình nóng lạnh gì không cần biết, trong phòng này mình cũng khá dễ chịu, không có sao hết. Ở đây thì mình có đầy đủ đồ lysol cleaning để mình lau chùi cho sạch sẽ ha. Cái phòng này mình cũng mới dời, tại vì cái phòng số 3 đó là họ là receptionist nhưng mà họ bị cái máy lạnh, máy sưởi nó không có làm việc đó, thành ra họ phải dời xuống cái phòng 4A của mình. Rồi mình phải dời xuống phòng 9B. Nguyên một dãy mười mấy phòng mấy bạn, 12-13 phòng AB lận. Rồi mình có hand sanitizer ở đây. Cái này là bàn làm việc của mình. Thì hệ thống là mình đăng nhập vô bằng cái iPad thôi. Bàn làm việc đó thì mình có mấy cái thẻ vaccine cho cái người ghi thẻ vaccine này, mình ghi tên họ, tên rồi loại vaccine. Ở đây mình chỉ chích có Moderna thôi, xong rồi mình ghi luôn cái lot number, cái lot number, cái lô hàng của vaccine đó mình ghi dưới này, rồi cái ngày chích, rồi cái địa điểm là Brooklyn Army Terminal, là địa điểm ở đây. Rồi sau khi chích đợt thứ nhất đó thì họ sẽ chờ 15 tới 30 phút tùy người. Rồi bên bộ phận hướng dẫn sẽ lấy hẹn họ cho đợt thứ hai 28 ngày trong vòng 4 tới 6 tuần. Ở đây mình có khăn giấy, rồi bao tay mình có mấy cái gauze, cái gauze. Cái gauze là mấy cái cái giải để thấm máu các bạn. Mình có băng bandage. Rồi chích xong là mình bỏ kim vô cái sharp box ha. Rồi này bệnh nhân ngoài đây thì thôi. Bây giờ cũng gần giờ cơm trưa rồi mấy bạn, mình phải ra báo với lại bên receptionist là mình có giờ cơm trưa của mình 1 giờ là hôm nay. Nó đổi theo ngày à, tùy theo vị trí mà giờ cơm trưa nó đổi. Vậy cơm trưa mình được là 30 phút. 1 giờ mình ăn tới 1 giờ rưỡi mình báo cho receptionist là họ sẽ không có gửi bệnh nhân vô cho mình nữa trong vòng 30 phút. Đây vaccine á, thì mình phải đi qua cái port 7A, mình lấy vaccine
cho first dose, post 7B á, mình lấy vaccine cho second dose, hai cái để riêng biệt với nhau để dễ kiểm soát, cái lot number nó cũng khác nhau nữa. Rồi bởi vậy nếu mà ít người đó thì mình lấy từng dose, từng cái vaccine một, mình không có lấy nhiều. Còn nếu mà nhiều người thì một lần mình lấy tới 50 ống vaccine lần. Thì ở đây cái vaccine Moderna cho COVID-19 nha mấy bạn, là dùng cái liều dùng là 2 dose. Thì nó sẽ được trữ đông ở nhiệt độ từ âm 25 cho tới âm 15 độ C trong cái thùng giấy carton để bảo vệ khỏi ánh sáng. Sau đó đó thì nó sẽ, nhưng mà không được trữ dưới âm 40 độ C. Sau khi mà vaccine được dời vô tủ lạnh từ 2 cho tới 8 độ C đó, thì nó sẽ được giữ được tới 30 ngày. Mà trong quá trình này đó, mà khi mà đã rã đông rồi đó, thì không được đông lạnh trở lại. Khi mà mở cái lọ vaccine này ra đó, thì giữ nó ở nhiệt độ từ 8 cho tới 25 độ C cho tới 12... Cái lọ mà chưa có mở đó là giữ được 18 tới 25 độ C trong vòng 12 tiếng. Xong rồi cái lọ mà mở ra đó thì mình giữ ở 2 cho tới 25 độ C được tới 6 tiếng. Coi như là nếu mà đã đâm kim vô để rút vaccine ra rồi thì chỉ giữ được trong vòng 6 tiếng thôi. Cái quá trình mà rút vaccine vô serine đó thì nó cũng hơi phức tạp một chút. Thì khi mà rã đông đó là mình sẽ bỏ vô cái tủ rã đông từ 2 tới 8 độ C trong vòng 2 tiếng 30 phút. Sau khi mà rã đông rồi đó thì để cái lọ vaccine ở ngoài đó cho nhiệt độ phòng đó tới 15 phút trước khi mà chích. Một cách khác đó, nếu mà không có tủ rã đông đó thì sẽ để thẳng ở ngoài với nhiệt độ 15 tới 25 độ C trong vòng 1 tiếng. Rồi quá trình này đó, khi mà mình đã rã đông để sử dụng rồi đó là mình không có được đông lạnh trở lại nữa. Thì giữa hai cái lần mà rút thuốc đó, mình sẽ quậy nhẹ cái lọ vaccine lên một chút cho nó đều. Nhưng mà mình không có được lắc nha mấy bạn, không có được lắc cái lọ vaccine. Nó lẫn không khí vô trỏng rồi nó sẽ làm cho cái liều nó không có chính xác. Thì cái vaccine Moderna cho COVID-19 vaccine này đó thì nó sẽ có cái màu trắng cho tới màu trắng trong cho tới màu trắng đục một chút xíu. Rồi mình nhìn kỹ đó, mình có thể thấy một số cái hạt nhỏ chút xíu, hạt nhỏ trắng ngà đó chút xíu ở trong. Đó, cái đó là bình thường. Khi mà mình nhìn thấy những cái hạt khác hay là những cái màu sắc khác thì nó không có bình thường thì mình sẽ không có sử dụng nữa. Rồi để mình giới thiệu cho mấy bạn sơ qua cái bộ cái chương trình làm việc ở chích ngừa ở cái điểm Brooklyn Army Terminal này ha. Khi mà bệnh nhân họ đăng ký trên mạng xong rồi đó thì ra ở ngoài chỗ nhận bệnh nhân á, reception ở tầng trước á, thì họ sẽ truy cập vô trong cái iPad, truy cập thông tin bệnh nhân. Rồi họ sẽ thấy được cái appointment number. Ví dụ như là cái đô thứ nhất á, cái liều thứ nhất á, thì họ sẽ nhận được cái appointment number khoảng là D10. Ở đằng sau có một thêm 4 chuỗi chữ số nữa, ví dụ 8888. Xong rồi bệnh nhân sẽ cầm tờ giấy này đi vô tới Navigator. Họ sẽ phân ra bệnh nhân nào vô trong pod. Ở đây là làm việc là có từ pod 3 cho tới pod 9. Còn mấy pod 9 cho tới pod 10 tới 12 thì chưa có làm việc. Thì pod 3 tới pod 9 á, là có pod A với lại B. Ví dụ như 3A, 3B, 9A, 9B chẳng hạn.
thì phân ra vậy, mỗi cái post như vậy sẽ có hai người y tá, một tới hai người y tá, họ sẽ cầm tờ giấy này đi vô tới đây gặp mình. Thì tới đây gặp y tá của mình rồi đó. Tới đây thì họ sẽ gặp cái bộ phận bên y tá của mình ha mấy bạn. Gặp bộ phận bên y tá của mình ha, thì mình sẽ đăng nhập vô cái hệ thống. Hệ thống này là không có sử dụng cho bệnh viện thông thường mà chỉ sử dụng đặc biệt cho cái trường hợp, cho cái trường hợp chích ngừa này thôi. Không, là xài bằng iPad thì mình có thể tìm bệnh nhân bằng cái appointment number, hay tìm bệnh nhân bằng cái last name với lại birthday đó, hay là mình có thể là scan cái QR code vô. Không, scan cái QR code, scan họ cái appointment email của họ có cái QR code, mình scan vô. Bắt đầu vô đây đó, sau khi kiểm tra tên bệnh nhân với lại ngày tháng năm sinh rồi đó, thì mình sẽ hỏi họ bằng screening question. Thì mấy cái screening question này đó, tụi screening reception ở ngoài trước đó, nó đã hỏi một lần rồi. Ở đây đó, mình chỉ hỏi lại để confirm thôi. Thì những câu hỏi này đại loại giống như là hôm nay là có cảm thấy bệnh hay không, rồi trong vòng 10 ngày có dương tính đối với lại kiểm tra COVID-19 hay không, hay là có bị cách ly gì COVID-19 không, rồi có sử dụng trị liệu bằng kháng thể cho COVID-19 trong vòng 90 ngày hay không, rồi có chích ngừa bất kỳ chích ngừa nào khác bao gồm cả flu shot trong vòng 14 ngày hay không. Thì bốn câu trả lời này nếu mà bạn trả lời là có đó thì là họ sẽ ngưng, họ không có chích vaccine cho bạn nữa mà họ sẽ đợi. Kế tới đó là những câu hỏi phụ, nó ví dụ câu này trả lời là họ ngưng liền không. Rồi những câu hỏi phụ đó là những câu hỏi phụ bên dưới này á, những câu hỏi phụ ở bên dưới này là phụ thôi, muốn trả lời có hay không đó là đều khuyên là hỏi lại với bác sĩ này nọ, nhưng mà nếu mà bạn quyết định chích thì họ vẫn cho chích hay không. Câu hỏi phụ giống như là có bầu, mang bầu hay không, rồi có bệnh cancer, bệnh thiếu máu, bệnh HIV, hay là các bệnh mà nhạy cảm đối với lại hệ miễn dịch của mình đó không, hay là đối với bệnh này nếu mà trả lời có thì họ sẽ nói là cái hệ miễn dịch nó không có mạnh để phản hồi lại đối với lại vaccine, phản ứng lại vaccine, thành ra là cái thuốc vaccine nó có thể nó tác dụng nó không có nhiều lắm, hay là bạn có dùng một số thuốc mà nó ức chế miễn dịch không, giống như là cortisone, prednisone hay là mấy cái thuốc steroid hay là chống cancer rồi đó, nó ức chế miễn dịch hay là chữa trị các bệnh này là bệnh cancer chữa trị bằng phóng xạ đó, thì nó sẽ làm giảm cái hệ miễn dịch của mình không có phản ứng bằng cái hệ miễn dịch mình, nó không có mạnh bằng cái người thường được, nhưng mà vẫn có thể chích vaccine được ha. À, câu hỏi cuối thì cũng khá quan trọng là có phản ứng nguy hiểm đối với lại tính mạng hay là phản ứng mạnh hay là khó thở này nọ hay không gì đó không, thì cái này trả lời yes thì họ cũng cho mình chích thôi. Rồi đây là tới trang này là họ có tên của người chích vaccine, rồi cái này là cái vaccine lot number đó bạn, cái mã số hàng đó không, xong rồi cái dose là dose thứ mấy. Ở đây thì nó cũng có mấy cái chi tiết là tới ngày mấy gì đó hết hạn,
Lúc mà mình kiểm tra tên với lại ngày tháng năm sinh của bệnh nhân đó bạn, mình theo hiểu thường mình viết luôn cái thẻ COVID-19 vaccination record card cho họ. Thì mình viết vô last name virus, thí dụ như bạn, rồi first name COVID-19, rồi ngày sinh là tháng 2, ngày 2, năm 2002. Ở đây mình chỉ trích Moderna thôi, thành ra mình chỉ viết là cái thuốc là Moderna, cái lot number, tức là cái mã số của cái lô thuốc là 025B21A chẳng hạn. Rồi cái ngày chích là ngày chích, rồi cái địa điểm chích. Không? Sau đây là cái kỹ thuật chích vaccine vô cơ cơ bản nha mấy bạn. Mình có thể để cho bệnh nhân ngồi hoặc đứng, nhưng mà đối với lại một số bệnh nhân mà hay bị xỉu té rồi đó thì mình nên để cho họ ngồi. Rồi bây giờ mình sẽ xác định được cái chỗ chích đó là cái cơ deltoid. Mình không có để họ gồng cơ lên rất là khó chích và gây cảm giác rất là đau, cho nên mình phải để cho họ relax, tức là thả lỏng cơ, thì cái cơ nó dễ mềm, kim nó dễ đâm vô lẹ đó thì sẽ không có đau. Rồi mình sẽ xác định cái vị trí chích nha mấy bạn. Thì vị trí chích thích hợp nó sẽ là chính giữa cái deltoid muscle, thì acromioid process, tức là cái xương đầu dai của mình. Cái xương đầu dai này, từ cái xương đầu dai đó mình sẽ đo xuống hai ngón tay, thì cái ngón thứ ba sẽ ngay chính giữa cái phần cơ tam giác deltoid, middle muscle deltoid đó. Đó. Rồi mình sẽ thoa cồn từ trong ra ngoài theo vòng tròn, không có đi ngược lại để mình tránh việc nhiễm khuẩn giữa các vùng da với nhau. Sau khi mà thoa cồn rồi đó thì mình sẽ đợi cho cồn nó khô. Trong khi cồn nó khô thì mình sẽ mở cái gauze với lại mở luôn bandage ra để sẵn, để sau khi mình chích thì mình có đồ mình xài liền luôn. Trong thời gian mình mở này rồi đó thì là cồn nó cũng đủ thời gian khô. Rồi mình sẽ sử dụng cái Z-Track Technique. Tức là cái Z-Track Technique này đó, nó sẽ bao gồm hai công dụng. Công dụng thứ nhất đó là nó sẽ căng cái da lên, thì cái cây kim nó sẽ đâm qua ngọt hơn, lẹ hơn, gây giảm đau. Rồi đó nó sẽ kéo cái phần da và phần subcutaneous đó, nó đi chệch khỏi cái phần muscle bên dưới. Thành ra rút mà mình rút kim ra đó, cái phần da nó sẽ đi ngược trở lại, lấp đi cái lỗ kim và nó sẽ ngăn ngừa cái phần thuốc nó trào ra trở lại cái phần subcutaneous. Đặc biệt mình không có bóp nha các bạn, tại vì mình bóp á thì nó sẽ làm cái mô mỡ này nó dày lên, cái kim nó sẽ không có đâm vô được cái phần phần muscle, phần thịt, thì thuốc nó không vô được phần thịt, nó sẽ bị giảm hoặc không có tác dụng. Giờ mình xác định được cái địa điểm chích rồi, mình xức cồn rồi đó, thì vị trí chích thì mình xức cồn rồi, mình sẽ dùng một cái tay không thuận đó, mình đặt một bên cái chỗ để mình chích, rồi mình kéo phần da căng ra nha mấy bạn. Xong rồi tay thuận đó mình sẽ cầm kim giống như là mình cầm phi tiêu vậy đó. Đó, mình chọt 90 độ vô ngay chính giữa phần deltoid. Thường là lúc đâm lúc kim luôn nha mấy bạn. Đó. Xong rồi mình sẽ lấy cái tay mà không thuận đó, mình sẽ cố định cái syringe. Còn cái tay thuận đó mình sẽ tiêm thuốc vô. Thuốc Moderna đó chỉ có 0.5ml thôi, thì mình tiêm vô là 5 giây, 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó thì mình sẽ giữ thuốc, giữ kim 10 giây để thuốc nó có thời gian tan vô trong cái phần muscle. Vô kim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sau đó thì mình rút kim, đâm vô sau rút ra vậy thẳng 90 độ. Rồi mình đóng kim lại. Khi mà đóng kim thì mình sẽ lấy cái gauze mình chặn lại để khi mà có máu hay là thuốc nó trào ra chút đỉnh trở lại đó, thì cái gauze nó sẽ chặn lại, là mình lấy bandage mình băng lại thôi. Rồi sau đây mình sẽ chỉ luôn các bạn những số mẹo khác của các y tá khác mà nó không được chính quy lắm. Là cái tư thế thứ nhất đó là sẽ cho bệnh nhân ngồi 45 độ đối diện với mình. Sau khi mà mình thoa rồi xác định cái đeo thoa cồn, xác định cũng như trên không, rồi mình sẽ xác định cái vị trí chích cũng như trên, là từ cái acromion
cái xương acromion là xương đầu dai đó, là xuống khoảng chừng 3 ngón tay, thì mình sẽ chích ngay chính giữa, là nó sẽ ngay giữa cái middle deltoid muscle. Phải không các bạn? Ngoài ra đó, mình có một cái kỹ thuật khác đó là họ sẽ đo là cái xương đầu dai, xong rồi họ sẽ đo cái hình tam giác bằng cái bàn tay khác, rồi họ sẽ chích ngay chính giữa cái hình tam giác. Rồi ngoài cái vị trí này đó, có người y tá đó, họ sẽ để cho bệnh nhân ngồi ngược lại so với mình. Thì cái tư thế này đó, nó có lợi đó là bệnh nhân sẽ không có thở vô mặt của mình. Mình sẽ giảm được nguy cơ bị dính COVID. Với lại đó, mình sẽ quan sát được cái độ dày của cái muscle. Đó, mình sẽ vô cái kim thế nào. Rồi mình cầm, lúc mà mình cầm kim đó, thì mình sẽ dùng cái ngón trỏ để mình bơm. Sau khi mà mình chích họ xong rồi đó thì mình sẽ viết là nếu mà họ bị nguy hiểm chẳng hạn thì sẽ observation time là 30 phút. Còn nếu mà họ bình thường đó thì chỉ observation time là 15 phút. Mình sẽ viết cái thời gian họ có thể check out với lại nurse ở cái observation area. Cái này dose 1 là mình giải thích cho họ đi tới cái observation area đó, rồi người phụ trách đó sẽ giúp họ schedule the second dose, không? Rồi đợi 15 phút, check out với lịch nurse, ví dụ như 8 giờ tối chẳng hạn. Rồi đó, mình cũng hướng dẫn họ sơ qua đó là cái potential side effects là có thể có. Rồi một cái quan trọng thứ hai trong cái tờ thông tin mà ghi cho họ đó là thí dụ như là ví dụ họ có bị sốt đó thì sẽ uống nhiều nước, rồi có thể tham khảo bác sĩ gia đình hay là bác sĩ gì đó về việc mà uống thuốc, mấy cái thuốc giảm sốt giống như là ibuprofen, acetaminophen, Tylenol đồ đó, không? Còn nếu mà bị đau ở ngay chỗ chích á, thì họ chỉ cần đắp cái mấy cái miếng giải có giải sạch ẩm lên cái chỗ chích thôi, không? Không có massage, không?